Chào mừng các bạn đã quay lại với video của Rock School Việt Nam. Ở những video trước, mình đã giới thiệu rất nhiều về hình thức thi và cách thức đăng ký thi Rock School. Hôm nay mình sẽ dành một ít phút để giới thiệu về nội dung trong giáo trình Rock School, cụ thể là giáo trình Rock School Piano Grade 5. Sách Rock School dành cho các loại nhạc cụ sẽ tích hợp phần tác phẩm và phần bài tập kỹ thuật. Đối với các bộ môn như là piano hay là guitar thì một quyển sách Rock School sẽ bao gồm 6 tác phẩm. Nhưng đối với các bộ môn như là trống hay là bass thì một quyển sách sẽ bao gồm 12 tác phẩm. Tất cả những thông tin về tác phẩm, ví dụ như là tác giả, năm sáng tác, studio sản xuất, thể loại sẽ được cung cấp đầy đủ trong quyển sách Rock School. Trong quyển sách Rock School Piano Grade 5 có một tác phẩm rất quen thuộc với mọi người, đó chính là You've Got a Friend in Me, được viết bởi Randy Newman vào năm 1995, được sử dụng trong bộ phim hoạt hình Toy Story của hãng Walt Disney. Đối với bộ môn piano, bạn sẽ phải thực hiện các bài tập về scales, arpeggios, chord voicings, technical studies, sight reading, improvisation, ear test và musicianship question. Khi thi offline, ban giám khảo sẽ đưa ra các bài tập tương đồng với các bài tập kỹ thuật ở trong sách. Còn khi thi online, bạn sẽ phải thực hiện tất cả các bài tập được ghi ở trong sách và thực hiện nó trong video cùng một lượt với video thực hiện các tác phẩm của bạn. Và hãy nhớ rằng bạn không được cắt ghép video của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Rock School Việt Nam. Và đừng quên là tụi mình đã gia hạn đăng ký cho kỳ thi Rock School Online mùa hè lần này rồi, bởi vì có rất là nhiều bạn đã bỏ lỡ đợt đăng ký lần trước. Mọi chi tiết sẽ được nêu cụ thể cho các bài đăng tiếp theo của Rock School Việt Nam. Vì vậy các bạn hãy follow trang để không bỏ lỡ các thông tin quan trọng này nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.